Xiaomi 13 Series đang cận kề ngày ra mắt, thế nhưng mình tin rằng những người đang sử dụng MIUI sẽ không thực sự quá quan tâm đến điều này. Mà cái họ quan tâm, đó chính là MIUI 14 phiên bản Global. Bọn mình đã từng làm phiên bản MIUI 14 nội địa rồi với những tính năng rất là hay, các bạn có thể xem lại những video của Relab. Nhưng ngày hôm nay thì bọn mình mới tự tin để có một phiên bản Global sau một thời gian đánh giá và sử dụng để so sánh trực tiếp với phiên bản nội địa Trung Quốc để xem rằng MIUI 14 Global có thể mang lại những gì cho người dùng Việt Nam. Và kết quả, click trước. Thất vọng các bạn ạ. Chào mừng các bạn đã quay trở lại Relab. Đây là hai chiếc điện thoại mà mình đã cất công sử dụng song song đúng. Một chiếc là Xiaomi 11 Lite 5G New Edition đang chạy với MIUI 14 phiên bản nội địa ở phía tay phải của mình, với con chip là Snapdragon 778G 5G. Còn phía tay trái của mình sẽ là người anh song sinh của nó. Và chiếc Xiaomi 11 Lite 5G này của mình đang chạy con chip Snapdragon 780G 5G với cái ROM là MIUI 14 phiên bản quốc tế các bạn nhé. Bây giờ chúng ta sẽ xem ra những sự khác biệt nó đến từ đâu. Ngay từ giao diện ban đầu thì các bạn đều thấy rằng nó chẳng khác gì nhau cả. Đúng thật là như vậy, cách bài trí biểu tượng này, cách bài trí widget này, hay kể cả những cái đồng hồ nó đều tương tự như nhau. Thậm chí cả những chiếc điện thoại rẻ như là Redmi Note 11 thì vẫn có thể lên được. Ví dụ các bạn tham khảo Di Động Việt thì mức giá loanh quanh chỉ khoảng 5 triệu 6 mà thôi. Và duy nhất vào ngày 17 tháng 2 sẽ có ưu đãi là giảm thêm đến 300 nghìn từ 11 giờ đến 21 giờ. Các bạn đừng quên là truy cập vào đường link phía bên dưới nha. Đó là dành cho 11S. Còn với Redmi Note 11 thì mức giá chỉ còn là hơn 4 triệu thôi. Mức giá quá là tốt rồi. Thực ra là cái phiên bản quốc tế các bạn thấy nó hơi khác một chút, bởi vì cái phiên bản này thì một người em hơi weebu của mình đang dùng và em ấy cũng đã có thay đổi những icon rồi, nhưng nếu các bạn thay đổi lại thì cũng chẳng khác gì cái phiên bản nội địa của chúng ta đâu. Đi sâu hơn vào những phần cài đặt, tất cả những cái phần bài trí nó được làm rất là giống nhau, kể cả những cái phần menu chúng ta cũng không khác biệt gì cả. Chỉ khác một điều là dường như là phiên bản MIUI 14 phiên bản nội địa nó giống iOS hơn một chút khi mà nó đẩy những thứ thông tin của các bạn ngay lên ban đầu, ví dụ như là Xiaomi account này, My Device này. Còn trong khi đó những cái thứ này ở trên cái phiên bản quốc tế MIUI 14 chúng ta thì hoàn toàn không có. Nhưng mà về cơ bản thì nó không khác biệt gì nhau cả, và có lẽ khác duy nhất chỉ là ngôn ngữ mà thôi. Kéo thêm thông báo trạng thái xuống thì các bạn thấy rằng là những cái cách bài trí nó tương tự như nhau, kể cả phần đồng hồ này, phần thông báo này, hay kể cả là những cái app thông báo phía bên dưới, thì dường như là MIUI phiên bản nội địa nó làm hẹp hơn, làm nhỏ hơn, và chữ Trung Quốc nó nhiều hơn là cái chắc rồi. Nhưng thực ra là cái này các bạn có thể thay thế ở trong cái phần cài đặt. Hiện tại thì con Xiaomi 11 Lite 5G này đang chạy phiên bản MIUI 14 quốc tế thì thằng em mình nó cũng đã có thay đổi cũng như là tùy biến rất là nhiều rồi. Nhưng về cơ bản thì mình xác nhận cho các bạn là nó không có điểm gì khác biệt cả. Hay kể cả chúng ta kéo cái Control Center xuống ở đây thì đấy, nó y hệt như nhau, nó chẳng có gì khác biệt cả. Nhưng mà nếu chỉ đến đó thôi thì mọi thứ lại quá bình thường, và chẳng lý do gì mà mình lại kêu là mình thất vọng cả. Cái quan trọng này, các bạn vào phần tiện ích. Đó, CEO Lei Jun của Xiaomi đã tự hào tuyên bố rằng ở trong cái phần widget của chúng ta sẽ có rất nhiều lựa chọn và rất nhiều những widget khác nhau. Đây các bạn thấy không? Cái widget ở trên MIUI 14 Global nó chán thực sự luôn. Nó vẫn chỉ là những cái widget tương tự với cả MIUI 13 mà thôi. Và khi mà so sánh với phiên bản nội địa thì đây, không có những cái phần con thú, không có phần nuôi ảo, không có phần cá kiểng, cây kiểng, không có phần giao diện đồng hồ nhìn nó hoành tráng như thế này. Và thật đáng tiếc khi những cái widget tuyệt vời như thế này, super icon đỉnh cao thế này, nó lại không xuất hiện ở trên phiên bản quốc tế của chúng ta. Chúng ta không còn tìm thấy những icon khổng lồ hình viên thuốc độc đáo như thế này, hay chúng ta cũng không còn biểu tượng thời tiết được nằm vuông vắn ở góc màn hình, hay là nhóm những thư mục cũng chỉ còn nhỏ tí như trước mà thôi. MIUI 14 Global thực sự là cắt giảm đi rất nhiều những tính năng của MIUI 14 phiên bản nội địa trước đó. Và tóm lại, nếu các bạn muốn có một cái trải nghiệm nó mới hơn, nó đẹp hơn trên giao diện này, hay các bạn muốn nuôi mèo, nuôi chó, nuôi cá cảnh, nuôi cây cảnh thì thôi bỏ đi các bạn ạ. Tốt nhất bây giờ các bạn chỉ có cài ROM Trung Quốc vào mà thôi. Ok, đó là những cái trải nghiệm khá là thất vọng về ngoại hình, về thiết kế. Nhưng mà đây mới là cái các bạn quan tâm này, đó là trải nghiệm sử dụng. Hai chiếc điện thoại này nó gần như là tương đương nhau về mặt cấu hình rồi. Nó đều là cái phiên bản rút gọn của con Snapdragon 855. Đó, nó chỉ khác một chút, một chút nhẹ thôi. Tuy nhiên, mình cần phải lưu ý các bạn một điều. Đây là con điện thoại mà em Bùi Thành, công ty mình đã sử dụng làm máy chính luôn. Đấy, thế nên nó có giao diện weebu như này. Và ở trên cái phiên bản Global thì hiện tượng tràn RAM nó sẽ nhiều hơn. Lý do bởi vì sao ạ? Phần lớn những vấn đề này nó nằm ở cái dịch vụ của Google. Ví dụ cái phiên bản MIUI nội địa của chúng ta nó chỉ có Google cơ bản mà thôi.
Nó sẽ đồng bộ một vài thứ rất là nhỏ, ví dụ như danh bạ này hay là lịch này. Còn với MIUI phiên bản quốc tế, khi chúng ta được cài đặt Google rất sâu vào đây thì nó đồng bộ tất cả mọi thứ. Vậy nên là ứng dụng Google chúng ta chạy ngầm rất là nhiều và nó sẽ có hiện tượng là tràn RAM bất chợt. Chúng ta có thể khắc phục cái vấn đề này bằng cách là vào phần cài đặt, sau đó là bấm vào phần tự động đồng bộ dữ liệu. Chúng ta tắt cái lựa chọn tự động đồng bộ hóa dữ liệu này đi và nó sẽ có thể đỡ tràn RAM hơn một chút theo như bọn mình trải nghiệm. Tuy nhiên, nó sẽ có một vấn đề, đó là khi các bạn đồng bộ dữ liệu thì chúng ta bắt buộc phải đồng bộ bằng tay và nó khá là phiền. Còn với MIUI 14 phiên bản nội địa thì nó có ít dịch vụ Google hơn, thế nên là nó cũng ít chạy ngầm hơn và cái RAM của nó theo như bọn mình trải nghiệm nó bớt tràn hơn. Nó cũng sẽ có cái thời lượng pin lâu hơn một chút. Và đối với MIUI 14 Global thì thôi, ai cũng biết là Google chạy ngầm thì tốn pin như nào rồi. Bởi vì đơn giản là đâu phải cứ tắt đồng bộ thì nó không chạy ngầm nữa đâu. Nó vẫn chạy ngầm mà, thời lượng pin theo mình thấy là nó bị giảm đi đáng kể. Sâu hơn nữa đi, cái phần quảng cáo này. Trời ơi, MIUI 14 và MIUI 14 Global đều có quảng cáo, nhưng cái phiên bản nội địa này chúng ta có thể tắt một cách dễ dàng hơn. Thậm chí là với những ứng dụng mặc định của Xiaomi thì nó cũng không hiện ra thường xuyên. Còn với cái phiên bản MIUI 14 Global này của mình ấy, mình đã tất cả nhận kiến nghị cho các ứng dụng mặc định, quảng cáo vẫn xuất hiện, thậm chí là quảng cáo ở trên con MIUI 14 phiên bản Global này của mình nó xuất hiện một cách vô tội vạ luôn. Có một cái sự thật nhỏ là cái phiên bản MIUI 14 Global là của châu Âu, có nghĩa là mã EEA ấy, là nó sẽ ít quảng cáo hơn rất là nhiều và nó sẽ không có những quảng cáo vô tội vạ giống như phiên bản Global toàn thế giới như này. Bởi vì ở châu Âu nó có cái luật riêng về phần quảng cáo rồi. Một điểm nữa là các bạn có thể nhận thấy MIUI phiên bản nội địa nói chung và MIUI 14 phiên bản quốc tế nói riêng thì đều có hiện tượng là chậm thông báo các bạn nha. Tuy nhiên, con nội địa này thì nó sẽ gặp cái vấn đề là chậm thông báo nhiều hơn. Và phần lớn những cái vấn đề chậm thông báo của con MIUI nội địa này nó là vì những ứng dụng quốc tế nó không có hoặc là rất là ít, vậy nên chúng ít khi hoạt động đủ nhanh. Nhưng mà điều này thì vẫn có thể khắc phục được các bạn nha. Đó là chúng ta sẽ vào những cái phần thông tin ứng dụng này. Các bạn sẽ lựa vào cái phần Battery Saver, sau đó các bạn bấm vào cái phần là No Restriction ở đây, có nghĩa là không hạn chế. Điều này sẽ giảm thiểu cho các bạn cái việc là bị chậm thông báo. Còn câu chuyện ở trên phiên bản MIUI 14 Global chúng ta thì đơn giản hơn, bởi vì tất cả chúng đều có những cái dịch vụ quốc tế sẵn rồi. Thế nên rằng là cái tần suất bị chậm thông báo nó sẽ ít hơn, nhưng mà mình xác nhận là vẫn có các bạn nha. Nếu như nó vẫn xảy ra thì các bạn lưu ý một điều là chúng ta có thể vào tương tự như vậy, phần thông tin ứng dụng và phần tiết kiệm pin, và chúng ta bấm vào phần không hạn chế. Mình cũng đã có thử sử dụng cái dịch vụ GPS ở trên cái chiếc máy này thì thực chất là cũng không có gì quá là chậm và cũng không có gì bị lệch cho lắm, có thể là do vùng này khá là dễ nhận diện. Tổng kết lại về MIUI 14 phiên bản Global mình đang có trên chiếc máy màu xanh của mình đây thì có lẽ là cái phiên bản nội địa của chúng ta nó làm rất tốt trong cái việc là tối ưu những cái sản phẩm Xiaomi, bổ sung nhiều tính năng thú vị, và phiên bản quốc tế thì nó giống như là phiên bản bị lược bỏ đi tất cả những tính năng hay ho ấy. Với phiên bản MIUI 14 Global thì nó chỉ có vấn đề duy nhất, đó là đôi khi bị chậm thông báo mà thôi. Còn lại thì tất cả những trải nghiệm về ngoại hình, về widget, về vẻ đẹp, về thẩm mỹ nó đều ăn đứt so với cái phiên bản quốc tế của chúng ta, một phiên bản bị lược bỏ đi quá nhiều tính năng hay. Mình thấy là mình đang giống như là sử dụng MIUI 13 hơn đấy các bạn ạ, ở phiên bản quốc tế như này. Nhưng mà ngược lại thì cái phiên bản quốc tế chúng ta sẽ có sự hậu thuẫn tốt hơn từ Google. Mặc dù là nó sẽ có thể ảnh hưởng đến cái việc là bị tràn RAM, bị tốn pin hơn một chút, thế nhưng mà ít ra là nó sẽ phù hợp với những người dùng cơ bản hơn. Cá nhân mình khuyên, nếu các bạn là những người trẻ, những người năng động, những người thích bọc mạch thì các bạn nên sử dụng MIUI nội địa hơn. Còn nếu các bạn mua cho bố mẹ, ông bà, gia đình không quá quan tâm đến việc này thì ok, MIUI 14 Global vẫn là một cái gì đấy dùng được, không phải là quá tệ. Chỉ có điều là